đó. À thấy đỏ chớp không? Ờ thì bây giờ mình cỏ đó. Đó bây giờ mình cỏ nè. Cái này ăn thử. Năm ngủ chút mà thằng con mở cái cửa râm 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 ngủ cũng được. Thôi. Hả? Vậy luôn. Ủa gì vô tắm tắm hồ bơi không? Thấy trời. Hả? Chi nhà hàng chi ra không có được ly cà phê uống. Ủa không có cà phê à? Sao nó có. Nó uống cà phê nó kêu order qua cho. Thì hồi nãy nội nó mà cũng biết có đem có không. Có gọi điện thoại đó đó nè. Nó uống nó uống nó còn ba kêu quá đi phải đá ba ly ấy ba ly nó tắt đây này giờ tắt để ba kêu ba order ba ly.